Hey, xin chào tất cả các anh chị. Thì đây là cái góc làm việc của mình. Khi mà mình về nhà mình làm thì chủ yếu là làm thêm về ban đêm. Thì các bạn biết làm thêm về ban đêm á, thì mình làm thêm về cái nền tảng YouTube, và mình đang hướng tới nền tảng kiếm tiền trên Facebook. Thì lúc trước cái máy này thì nó nằm ở trên tiệm, thì để mà thuận tiện hơn thì mình lấy về đây mình làm. Thì nhưng mà nó cũng cái cấu hình nó chỉ cũng đơn giản, thì để chúng ta vừa đủ dựng những cái video đơn giản, và chúng ta có những cái cách để chúng ta làm, chúng ta ví dụ như chạy giờ cho video, hoặc là chúng ta tăng lượt like, lượt sub gì đó, thì đêm về mình làm thêm ha, đêm về mình làm thêm. Thì các bạn biết là khi mà mình làm trên ngành nghề photocopy đến đây đã hơn 10 năm. Và trong quá trình mình làm thì thứ nhất là khi mở tiệm ra thì mình lại chôn chân ở trong cái tiệm photocopy, mình không có đi đâu ra ngoài được. Muốn kiếm tiền thêm ở ngoài thì cũng không được, tại vì các bạn biết là khi mở tiệm ra thì chúng ta phải có mặt ở đó để chúng ta xử lý công việc. Khi khách hàng tới thì mình có ở đó để mình xử lý, rồi mình photo. Nói chung là cái công việc photo á, nếu mà có khách á, thì làm lắt nhắt thì cũng cả ngày, có khi là làm đêm luôn, nếu đối với những cái số lượng mà tài liệu nhiều. Đến những cái mùa mà đại hội, nếu mà mình có những cái mối của cơ quan nhà nước thì mình làm đại hội, hoặc là gần giữa học kỳ hoặc là cuối năm, đối với mình có mối ở các cả các trường học thì mình làm. Thì khi mà thu nhập đó thì các bạn biết là đôi khi có ngày thì khách số lượng khách cũng rất là ít, mình chỉ ngồi không, mình lên internet mình chỉ có lướt Facebook rồi xem này xem cái kia. Trong khi mình mở tiệm thì mình cũng đã có cái hướng làm sao để mà kiếm tiền online. Lúc trước mình đã từng tìm hiểu về các lĩnh vực, ví dụ như là gõ captcha cho những công ty dịch vụ, nhưng mà mình thấy mình gõ rất là chậm ha. Ví dụ như captcha đó nó chỉ là hiện lên có 2-3 giây, 5 giây gì đó, mình sẽ gõ hết cái captcha đó cho hôm nay, nhưng mà làm rất là cực. Mình thấy nó thôi 1-2 lần không có được kiếm, không như là không có thu nhập luôn. Thì cho đi đó là mình đã có tìm hiểu thêm lên mạng, mình search những cái cách để mà kiếm tiền online, tức là mình đã có được cái lợi thế là mình có được cái máy vi tính ở ngay tại tiệm photo rồi, tức là mình đã có một lợi thế là máy vi tính. Thì ở đó mình muốn kiếm thêm làm sao, ví dụ như là làm cái gì đó ở trên online mà có thể chúng ta có thu nhập. Thì các bạn biết là lúc trước mình cũng đã có hướng tới là cái tìm hiểu về YouTube, nhưng mà mình lúc thời điểm đó là mình đăng cái video lên là mình đã thấy có hiện cái quảng cáo rồi, mà mình cũng không biết là cái cách nào để mà kiếm tiền. Lúc đó không có ai mà chia sẻ rầm rộ về cách làm YouTube như bây giờ hết, không có ai chia sẻ hết. Thì chỉ có biết ở trên trang YouTube họ nói là sẽ có kiếm tiền rồi, trên video khi mình đăng video lên thì cũng thấy quảng cáo, nhưng mà mình không biết cách nào để mà. Nhưng mà tại vì đâu mình không có hiểu được cái nguyên tắc kiếm tiền từ YouTube là như thế nào. Thì cách đây hơn 1 năm thì mình cũng vô tình trong cái mùa hè thì mình lên mạng thì mình gặp được cái kênh YouTube của Mr. Hiếu ở bên nước ngoài. Thì anh này anh chia sẻ rất là nhiều về các lĩnh vực, cách làm YouTube như thế nào để kiếm tiền, và anh cũng là một người đã và đang kiếm tiền trên YouTube ở tại Mỹ. Thì anh cũng là từ Việt Nam rồi qua Mỹ, sau đó là không có đi làm hãng mà tự mày mò làm YouTube. Thì lúc trước ảnh bên đây ảnh cũng có một cũng có dạy về Photoshop nên anh đã có kiến thức rồi, về internet rồi anh có kiến thức rất là nhiều, do đó anh chia sẻ rất là nhiệt tình về cái lĩnh vực kiếm tiền YouTube. Thì mình đã có học hỏi và làm theo, bắt đầu từ đó mình sẽ lấy lúc đó mình lấy cái kênh của mình hiện tại là Badu Official, bắt đầu mình phát triển. Mình phát triển bắt đầu mình nghĩ là nếu mà chỉ có ở mình làm tiệm ô tô mà chỉ có đứng ở một mình thôi, mình không biết đi quay cái gì, mà cũng không biết là mình phải sáng tạo những video nào. Thì mình nghĩ là trong quá trình mình làm thì lúc khi mà mình đã trải qua được là những cái khó khăn trong vấn đề sửa máy photocopy, và khi đó mình mới bắt đầu là làm những cái video chia sẻ về cái nghề photocopy mà mình hiện tại đang làm, và những khắc phục sự cố của máy mà mình đã từng trải qua rồi. Mình làm được và mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn và các anh chị những cái video đó. Và đến hiện tại bây giờ thì trên cái kênh Badu Official thì cũng được may mắn là tất cả các bạn và các anh chị đón nhận, và có những anh chị đã áp dụng cũng được
cũng sửa được những cái máy móc và những cái lỗi cơ bản. Hay mình nói đây là những cái lỗi cơ bản, tại mình đây không phải là thợ chuyên nghiệp, mà mình đây là những cái kinh nghiệm mình đúc kết mà mình làm được trong quá trình mình làm photo. Và khi đó thì có những anh chị cũng khen ngợi về cái kênh này, thì mình nghĩ đây trong tương lai thì mình cũng sẽ phát triển cái kênh này cho tất cả các anh chị hiện tại đang làm photo, và có thể là những anh chị mới vào nghề đó thì có thể theo dõi cái kênh này để mà khắc phục những cái sự cố đơn giản. Thì mình nghĩ đơn giản, nếu mà các anh chị mà hiểu được cái cách phát phục sự cố thì các chị cũng không cần phải mướn thợ để tốn thêm tiền đâu. Thì mình nghĩ nó như vậy. Cái kênh Bado Official thì làm khoảng gần 1 năm thì kênh mới bật được kiếm tiền. Kênh mới bật được kiếm tiền, và các bạn biết là làm cái lúc thời đầu làm gian nan lắm, làm đủ thứ trò, đủ thứ cách để mình làm sao để mà đủ giờ, đủ subscribe để mình bật kiếm tiền. Và chưa kể là trong quá trình mình đã làm thì mình phải theo luôn. Thì đôi khi vợ mình cứ nghĩ là tại sao là mở cái tiệm ra mà không làm, mà cứ đắm đầu vào trong cái gì làm cái gì mà chưa thấy tiền. Tại các bạn biết là gần một năm trời mà không có thấy tiền thì ai cũng nghĩ mình bỏ công bỏ sức ra thì giống như là làm cái gì đâu. Thì hiện tại bây giờ vẫn có rất là nhiều anh chị hoặc là nhiều bạn trẻ hiện tại bây giờ cũng không có hình dung được kiếm tiền online hoặc là kiếm tiền trên internet là cái gì hết. Nên là mình nghĩ đây là một trong những cái hướng mà phát triển nó trong tương lai rất là tốt ha. Thì cũng như trường hợp của mình á, thì sau 1 năm thì mình cũng bật được kiếm tiền. Để các bạn biết là sau đó rồi, khi mà bật được kiếm tiền rồi, làm rồi, bắt đầu mới đầu đăng ký GA rồi đăng ký nhận mã PIN, đó là nói chung cũng gặp rất là nhiều trục trặc. Nhưng mà cũng hơn là mình cũng nghiên cứu trên mạng đó, cũng nghiên cứu những tất cả các anh chị cũng chia sẻ, thì mình đã biết được, mình cũng làm được, lấy được cái mã PIN ha, cũng lấy được, gửi được cái xác nhận mã PIN, xác nhận địa chỉ, và cũng nhận được thanh toán. Các bạn biết là Tết của năm 2020 đó, Tết của năm Canh Tý là thiệt, khoảng tháng 12 của năm trước, cuối tháng 12 của năm trước thì mình nhận được khoảng 6 triệu từ YouTube. Đây là một cái tiền mà online đầu tiên mà mình nhận, thì thấy rất là vui. Nhưng mà mình cũng chứng minh được rằng là bản thân mình làm được và kiếm tiền được trên nền tảng này. Và bắt đầu lúc đó là mình bắt đầu mới xây dựng thêm một kênh nữa, tức là kênh Bado TV. Và cái cách làm của mình thì cũng như là cái cách cũ trước làm trên kênh Bado Official, thì cũng bật được kiếm tiền. Tuy nhiên là các bạn biết là cái kênh Bado TV thì chủ yếu chia sẻ về những cái lĩnh vực như là vlog, thì khi nào mình có đi đâu thì mình chia sẻ được, nên là cái nền tảng video rất là ít, nên cái số tiền kiếm được cũng rất là ít lắm. Chỉ có 1 tháng thì kiếm được 200 mấy 300 ngàn, còn cái kênh Bado Official thì 1 tháng cũng có kiếm được trên 1 triệu. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái công sức mà mình đổ ra và mình thu lại, nhưng mà cảm thấy rất là vui khi là mình đã biết được cái nền tảng kiếm tiền và kiếm tiền ở trên YouTube như thế này. Và đến tại hiện tại bây giờ thì mình cũng đang nghiên cứu về cái nền tảng kiếm tiền của Facebook. Thì các bạn biết là như Facebook hiện tại bây giờ nó đã cho bật kiếm tiền ở trên fanpage của Việt Nam rồi. Thì trên đó mình thấy đọc có một số cái tiêu chuẩn thì mình thấy có thể mình làm được, có thể làm được, nhưng mà phải có nghiên cứu hay có thời gian để cho tiếp tục chúng ta phải nghiên cứu chúng ta làm. Thì do đó là mình nghĩ khi mà đến hiện tại bây giờ có rất nhiều bạn và các anh chị đã có một số công việc rồi, và các bạn muốn mở thêm cái dịch vụ photocopy để các chị làm, thì mình nghĩ các chị nên suy nghĩ thật kỹ. Tại vì khi mà các chị mở một cái tiệm photocopy ra rồi thì các chị không có thể nào đi đâu được hết á. Các chị ở phát tiệm để chúng ta khi mở tiệm thì mới có khách lẻ. Chúng ta mở tiệm mới có khách lẻ, chứ còn nếu mà các chị đã có khách mối thì chúng ta khi nào mà có việc làm thì chúng ta mới mở cửa chúng ta làm. Thì chúng ta sẽ có định hướng hai hướng. Một là chúng ta đã có mối rồi thì chúng ta cũng không cần mặt bằng nữa. Nếu các anh chị đã có mối rồi, các chị không cần mặt bằng, các chị đem về nhà, các chị khi có khách thì các chị bật máy lên chị làm chủ cho ta thôi. Cái đó giống như là chơi. Còn đối với một số các bạn hiện tại bây giờ muốn mở cái tiệm để sống với nghề đó thì các bạn nên suy nghĩ kỹ nha. Tại vì đối với hiện tại một số khi mà các bạn mới mở ra thì cạnh tranh chúng ta rất là khó. Và thứ hai nữa là ở một số cái trường hợp cơ quan hiện tại bây giờ người ta đã hướng về cái dịch vụ là thuê máy về người ta làm. Hoặc là trong tất cả các trường người ta cũng đã có người chúng ta đứng ra chúng ta mở
ở trong trường luôn, nên là tất cả các vô tô nó chỉ quẩn quẩn trong trường thôi. Còn đối với những cái tiệm mình ăn theo ở ngoài là coi như là chết đứng, đâu có khách đâu, hoặc là số lượng khách giảm rất là nhiều. Và phô tô là chỉ nhờ cái mối học sinh với cái cơ quan, mà nếu mà cơ quan nó đã hướng về cái đó là chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ thấy là những cái khó khăn. Còn đối với những cái hướng bây giờ thì nếu mà các bạn mở thì mình nghĩ là mở về lĩnh vực in đóng, ví dụ như in thiệp cưới, in tờ rơi, offset, bì thư, rồi in cà vê xít, thì các bạn có thể là chỉ có đầu tư máy ít thôi, một cái máy in màu với một cái máy máy tính để bàn. Còn nếu cái nhưng mà các anh chị phải có nền tảng là các anh chị phải biết được phần mềm thiết kế, có thể là Corel, Photoshop, AI gì đó, các bạn phải biết phần mềm thiết kế để chúng ta làm. Nhưng mà mình nghĩ thì các bạn nên nghiên cứu về Corel, tại vì Corel nó có cái nền tảng, tức là nó sẽ cho cái trộn thư là in tên trên cái, ví dụ như là in tên hàng loạt thì trên Corel nó có. Thì các mình nghĩ cái đó khi mà các chị biết được thì anh chị làm rất là dễ, các chị làm dễ. Và mình cũng khuyên tất cả các anh chị là nếu mà các chị đã đang đi làm, các chị muốn làm thêm thì các anh chị nên tìm hiểu về cái nền tảng kiếm tiền online, hoặc là YouTube hoặc là Facebook. Cũng giống như mình cũng đang từ từ nghiên cứu, và nếu được thành công thì mình cũng có thể là chuyển nghề. Mình cũng có thể là chuyển nghề nha, tại vì nếu mà có thu nhập nó tốt, nó ổn định hơn thì mình nghĩ là mình sẽ đầu tư vào một phí hay hơn. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ mình cũng phải đang cân đối giữa hai công việc, cho nên là do đó mình sẽ quyết định là đem cái máy này về làm thêm về ban đêm. Khi mà chiều làm về rồi, ví dụ như 6 giờ chúng ta làm xong, mình nghỉ ăn cơm nghỉ ngơi xong có thể 8 9 giờ chúng ta lên, bắt đầu chúng ta sẽ làm về, có thể là dựng video hoặc là quay video cho tất cả các bạn và các chị xem những cái chia sẻ của mình về những lĩnh vực, ví dụ như vlog hoặc là những lĩnh vực về trong nghề. Hy vọng tất cả các bạn và các anh chị đón nhận những cái kênh của mình. Thì đây có kênh Bado Official, thì các anh chị cũng đón nhận rất là nhiệt tình. Và mình có kênh thêm một cái kênh nữa là kênh Bado TV đó. Các anh chị nào chưa ghé qua kênh Bado TV thì hãy giúp mình qua đó đăng ký kênh, để cho kênh Bado TV nó cũng phát triển giống như kênh Bado Official. Và những cái video đó thì chủ yếu là chia sẻ về vlog, về cuộc sống, về những cái món ăn ăn uống dân dã thôi. Hy vọng nó cũng sẽ giúp cho tất cả các bạn và các anh chị giải trí được. Rồi video của mình cũng chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị một chút cái nhận định của mình về kiếm tiền online và có nên mở tiệm hay không trong thời điểm này, nếu tất cả các anh chị đã có công việc làm. Và cái hướng đi của mình theo các anh chị thì cũng muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị về cái hướng đi của mình, để các anh chị có thể áp dụng cho bản thân của mình được, nếu mà các bạn và các anh chị có khả năng thật sự tốt. Xin chúc tất cả các anh chị thật là nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau nha. Nhớ đừng quên đăng ký kênh Bado Official và Bado TV của mình nha. Bye bye.